Xin chào các bạn nhá. Các bạn ơi, hôm nay là mình cho em Minvy đi khám đây. Các bạn mà xem video hôm trước là các bạn sẽ thấy là em Minvy đang quay cái thử thách mà 24 giờ trên võng thì bất thình lình em ý ốm sốt đó. Mà cả đêm em ý cứ ốm mới sốt thôi. Là bây giờ là cứ kiểu sốt đùng đùng mà không hạ ấy. Giờ là mình phải đưa em Minvy đi khám á. Mà đưa đi khám mình vừa mới đỡ được cái xe máy xong thì em Minvy đây chạy ào ra đây luôn. Kiểu là vừa mới uống thuốc hạ sốt xong rồi, bây giờ là cuối cùng ra đây nghịch này. Minvy ơi, mẹ cho con đi khám mà vì sao con lại đỡ ở đây vậy hả? Thầy đã đỡ sốt chưa? Dạ. Đỡ sốt rồi hả? Em Minvy là vừa mới đỡ sốt xong ấy. Tại vì bình thường là em ý ốm sốt, em ý toàn sốt mạnh vào ban đêm thôi. Ban ngày nữa em ý đỡ hơn. Nhưng mà căn bản là em ý bị amidan á. Thì ra là cứ mỗi lần mà ốm sốt là bác sĩ bảo là phải đi khám luôn để có lấy thuốc ấy. Thế ra là hôm nay cũng đoán là chắc là bị amidan thôi. Thế nên là phải đưa em ý vào trong phòng khám để xem tình hình nào. Tại vì uống thuốc sớm thì nó sẽ đỡ, nó sẽ khỏi nhanh hơn. Chứ amidan mà uống thuốc muộn nó sẽ kiểu nặng hơn á. Thì bây giờ này, đi vào trong phòng khám với mẹ luôn nhá. Không, con đang chơi. Chơi gì mà chơi? Thôi đi vào phòng khám luôn đi. Sao mẹ cho con chơi? Thôi, nếu mà tí nữa nếu mà mẹ thấy con khỏe thì cho con chơi, còn không thì đi về. Em Minvy á, bây giờ tại vì vừa khám xong á, là Minvy nó vẫn còn khỏe nhưng mà chỉ còn tầm 2-3 tiếng nữa thôi lại sốt lại mà. Thôi đi vào luôn nhá. Hôm nay thứ bảy lên nào, trong viện đông lắm. Đi vào trong này đi, không là tí chờ lâu á. Đi vào đây. Giờ mình cho em Minvy vào khám đây. Đi cô Hải ơi, đi vào đây. Phòng khám hôm nay à? Đúng rồi á, đây là hôm nay là cái phòng khám này thì mình sẽ đưa em Minvy vào khám xem nhá. Cái chỗ này là cái phòng khám tư nhân á, thì ra là mình hay cho em Minvy ra đây tại vì khám đây nó sẽ nhanh hơn vào trong viện. Lần trước là đưa em Minvy vào viện tại vì đợt đấy là vào cái ngày mà kiểu ngày nghỉ Tết á, thì ra mình đưa nó vào đấy thôi. Bà Băng là đi qua được đây không? Đưa mẹ đưa xuống. Đi. Rồi đi sang đường nhá. Đi vào đây. Hôm nay thứ bảy lên kiểu mọi người nghỉ nhiều lên phòng khám nó đông lắm. Thế là mình vào mình phải sợ chờ lâu á. Ui, đông đông người lắm ấy này. Đây là ấy chờ lấy ấy đâu rồi. Đông lắm, phải ở đây để chờ đóng tiền ở đây ạ, mới cả đi vào lấy số khám. Các bạn ơi, bây giờ mình với em Minvy đang ở trong phòng chờ khám này. Minvy sắp khám rồi, Minvy thấy thế nào? Dạ chờ. Sợ á, con sợ cái gì nhỉ? Sợ tiêm á, hôm nay ở trong phòng khám thì đông lắm thế này. Không biết là xếp hàng đến bao giờ mới đến lượt mình á. Còn cái phía ở trong này này, trong này rồi cái phía bên ngoài này, vẫn rất là nhiều người đang đứng ở đây á. Cái phòng khám này cũng nhỏ thôi nhưng mà kiểu người ta khám dịch vụ tốt thì ra là cũng rất là nhiều người đến đây để chào khám á. Minvy này, con đoán là con sẽ khám những cái gì nhỉ? Bình thường con đi khám con sẽ khám cái gì? Bác sĩ sẽ khám cho con cái gì? Khám gì nhỉ? Khám gì? Khám họng này, rồi khám mũi này, rồi khám. Không chỉ khám tai đâu. Nhưng mà bình thường là Minvy đi khám là Minvy có biểu hiện đấy là đau họng hoặc ho đúng không? Nhưng hôm qua đang chơi tiên đùng đùng cái sốt thì chả biết là vì sao mà sốt cơ. Thế nên là phải đi khám, tại vì cả đêm qua Minvy sốt không hạ một tí nào. Sáng ra bắt đầu đi tỉnh. Mẹ ơi, trong con còn nôn nữa mà. Còn nôn rất là nhiều nữa, thế nên giờ phải đi khám để bác sĩ à. Chắc phải có khi bác sĩ phải lấy máu để xét nghiệm xem con bị làm sao. Không lấy máu. Nhưng mà lấy máu nó chả đau tí nào cả. Không. Không đau đúng không? Nói lấy máu đi cho em Minvy lấy giỏi mà đúng không? Không. Thế thì tí nữa bác sĩ xem bác sĩ nói làm gì biết đâu bác sĩ không lấy máu đâu. Tí xem bác sĩ khám thế nào đã nhá. Khi chuẩn bị khám rồi các anh chị ạ, Minvy em tí vào kia nhá. Bác sĩ sẽ khám ở đầu này nhá. Đúng không? Minvy gặp bác sĩ kia bao giờ chưa? Bác sĩ đang khám một lần rồi, con gặp gì đó. Giờ là mãi chờ mãi mới tới được em Minvy vào bà trong phòng này chờ khám đó. Trong phòng này chờ khám thì bác sĩ sẽ xem là em Minvy bị làm sao ấy. Thì bắt đầu là sẽ là cho đi khám này. Ví dụ là có thể xét nghiệm máu nữa, không biết là nguyên nhân vì sao. Ví dụ khám họng em Minvy này, không biết nếu mà họng nó không đau ấy thì sẽ phải xét nghiệm xem là vì sao em Minvy lại sốt từ từ cả đêm thế đó. Đây ngồi đây một tí nha. Vừa ngồi ngoài kia chờ, sẽ mệt vào đây ngồi chờ tiếp. Bác sĩ đang khám ở kìa. Đây chờ để Minvy, để Minvy vào nhá. Nhớ chưa ạ? Vâng ạ. Các anh chị ơi, vừa nãy là em Minvy được bác sĩ khám xong rồi. Bác sĩ đang bảo là em Minvy ra soi tai mũi họng xem tình hình như nào á. Nhưng vào trong này là chưa thấy bác sĩ đâu cả. Nên là Minvy để giấy ở đây để chờ bác sĩ vào á. Đây tí nữa sẽ là khám tai mũi họng chiếu qua cái màn hình như này này. Giờ bác sĩ đâu nhỉ? Bây giờ ra gọi bác sĩ xem bác sĩ vào đây luôn không? Em Minvy là chuẩn bị khám rồi đấy các bạn ơi. Bây giờ là em Minvy sẽ là khám tai mũi họng đấy. Cái đợt này mình đưa em đi thì chắc chắn là cũng đoán được rằng là bác sĩ sẽ cho em ý khám tai mũi họng ấy.
Tại vì về tai mũi họng của em ấy thường xuyên có vấn đề luôn. Bây giờ là sẽ khám tai trước này, các bạn có thể nhìn thấy tai của em Minh Vi bên trong. Ồ, đó, nhìn dày ghê chưa? Không biết là các bạn đã được đi khám tai bao giờ chưa, để bác sĩ mà soi vào đảm bảo là mình nghĩ rằng tai mình rất là sạch, nhưng mà khi soi vào tai của ai cũng nhiều dày như thế ấy. Mà em Minh Vi đã một lần mà bị kiểu là viêm tai giữa ấy, thành ra là em Minh Vi cái dày tai nó lại càng ra nhiều lên á, thế là mỗi lần đi mà thường thường là cũng sẽ phải là lấy dày tai ra nữa. Khám tai xong rồi bây giờ là chuyển sang khám mũi này, sau đó thì là khám họng của em ý này. Em ý khám rất là nhiều lần rồi nhưng Minh Vi vẫn sợ đó các anh chị ơi, mà em bác sĩ mới cho được vào để soi họng của em ý ấy. Sau khi mà khám xong tai mũi họng thì mình sẽ ra là mình chờ vào phòng bác sĩ á. Các anh chị ơi, vậy là Minh Vi là vừa khám xong đó, bác sĩ bảo là tai tai với cả ấy thì không gì, không mũi thì không vấn đề gì cả, nhưng mà họng của em Minh Vi á, đúng là em Minh Vi bị amidan ấy, thì cái mủ ở cái họng ấy nó đang bị sưng lên rồi, đang bị sưng mủ lên á. Bác sĩ bảo bây giờ mà không đi khám ngay thì tối nay chắc chắn em Minh Vi còn sốt cao hơn hôm qua nữa, tại vì chắc là ngày hôm qua bắt đầu là họng nó sưng lên rồi, là em Minh Vi mới sốt đùng đùng như thế, mà cái sốt amidan là toàn về đêm thôi. Em bây giờ là phải ở đây để chờ kết quả kiểu là chụp hình ảnh ra, sau đó là sẽ đi sang để cho bác sĩ, để bác sĩ kê thuốc cho Minh Vi đó, để Minh Vi về uống. Mua mà bác sĩ ấy giấy như thế ngồi dính vào rồi con. Dính không sao đâu, bình thường là bác sĩ sẽ lấy cái đồ đè lưỡi đúng không, nhưng mà hôm nay chắc là đồ đè lưỡi hết thì sao ấy, thế là bác sĩ cho cái cuộn cuộn gạc ấy đè lưỡi em Minh Vi đúng không, nhưng mà không sao cả, cái đấy nó sạch mà. Bây giờ ở đây chờ kết quả nha. Mua mà đèn lưỡi có chạy không? Cái đèn lưỡi đấy sạch mà, cái đấy là gạc cá nhân á, đấy là chỉ ở trong bệnh viện với cả y tế mới dùng thôi á, thế là mình cứ yên tâm là bác sĩ khử khuẩn hết rồi, thấy chưa? Bây giờ chờ lấy thuốc là em Minh Vi về rồi đó. Mẹ ơi, khi nào mới chụp ảnh con? Chụp rồi, vừa chụp rồi đó. Con nhìn thấy chụp à? Không phải chụp X quang, bình thường là em Minh Vi vào là sẽ chụp X quang đúng không? Nhưng hôm nay không phải chụp X quang. Em Minh Vi chỉ việc đó là ông Thành này, ông Thành ở đây nè. Ông Thành đi khám bệnh gì đấy? Chào ông nhỉ? Chào ông ạ. Con đi khám bệnh. À, ông khám xong chưa? Con cũng soi họng bị amidan, hôm qua sốt đùng đùng hôm nay cho đi để đi lấy ấy, đi khám lấy thuốc. Con đang chờ kết quả đây nhỉ? À, con không, con đi ấy, con đi khám bệnh cùng chiều liên cỗ. Bên Vi ngồi đây chờ lấy kết quả nhé. Chị ơi, phải là em Minh Vi đã khám xong rồi đây. Đây là chỗ thuốc mà em Minh Vi sẽ mang về để uống này. Con mang về con tự uống nha. Vâng. Em Minh Vi về tới nhà rồi các anh chị ạ. Về tới nhà là em ý mệt quá luôn. Vừa mình mới đo cho em ý thì nhiệt độ đã là gần 40 độ rồi á. Rồi phải pha pha cái thuốc, đang bảo là ấy cho em ý ăn, tại vì nghĩ là em ý lạnh, nhưng mà căn bản mình đi sờ tay chân nữa, không sờ đầu em ý nhiều. Sờ đầu rồi nóng ran luôn, nhưng mà tay chân thì vẫn lạnh á, mà kiểu nó sốt rét thì giờ lạnh quá mới cả buồn ngủ nữa. Giờ để ra pha thuốc. Minh Vi ơi, mẹ pha thuốc cho con xong, con uống thuốc xong con ăn một tí rồi con ngủ nhá, nhớ chưa? Có mệt không? Giờ mệt như thế nào? Mệt ở đâu? Con không mệt á? Không mệt mà sốt đùng đùng luôn á, vừa chạy nhảy nhiều lắm bây giờ mệt dần rồi. Để ra đây pha thuốc ạ. Để pha thuốc này thì mình không cho cái thuốc gói nữa, vì thuốc gói nó hạ sốt chậm lắm. Cái thuốc gói nó không không thì kiểu liều nó không cao bằng cái liều này á, mình sẽ cho pha cái thuốc này. Thuốc này thì uống nó khó hơn một chút nữa, nhưng mà nó hạ thuốc, nếu mà nó hạ sốt thì sẽ rất là nhanh. Ở nhà có bạn nào uống cái loại này không? Loại này hình như là nếu mà tầm các bạn nhỏ là vẫn uống. Rồi cho nước vào đây ở trắng trắng. Em Minh Vi á, mấy hôm nay uống còn bảo là mẹ Hà uống á, xong mình uống á, kiểu một mình không uống hết đâu, mà cứ phải mẹ uống trước xong mình uống sau á. Mà các bạn biết là nếu mà người lớn mà cho các bạn uống thuốc thì nó sẽ uống theo kiểu nào rồi đấy. Em Minh Vi đang lạnh á, thế là mình không bật quạt ở trong phòng á, chứ mình về á mình nóng toát hết cả mồ hôi rồi á. Mà Minh Vi thì lạnh quá, thì ra là giờ trong phòng không bật quạt nên nó rất là nóng, nóng toát hết cả mồ hôi luôn. Vi ơi, Vi đừng ngủ sớm quá nhé Vi nhá, để uống hết thuốc lại nhá Vi nhá. Vi Vi ơi, thuốc này phải pha pha lỏng lỏng một tí thì mình uống được, tại vì cái thuốc này nó hơi bị khé khé cổ ấy, cái chỗ vừa nãy này, cái chỗ này vừa lại chớ ấy, mình không vào kịp, thế là Minh Vi mệt quá là Minh Vi nôn nó mẹ hết cả ra.
Vi ơi, Vi dậy đi, Vi dậy đi, mẹ cho con uống thuốc, cái năng thuốc hạ sốt này. Uống thuốc hạ sốt một tí nhá, xong là xong là dậy ăn một chút xong là bắt đầu ngủ nhá. Được. Con còn nóng hay con lạnh nào? Lạnh hả? Mẹ đang nóng quá, mẹ toát hết cả mồ hôi rồi mà mẹ không dám bật quạt cho mẹ. Hả? Thời thuốc hạ sốt. Mẹ uống trước còn sau. Bây giờ cho em Minh Vi uống cái này trước, sau đó là tí nữa thì cái thuốc của bác sĩ kê vừa kê thì tí mới uống sau. Uống cái thuốc hạ sốt trước đã. Bây giờ hạ, bởi vì sốt cao quá phải hạ đã. Thế mẹ uống trước nhá. Nào, mẹ uống trước này. Ui, mẹ uống nhiều quá. Này uống nào. Ừ rồi, thuốc này đợt này uống ngon hơn đúng không? Đúng không? Wow, Minh Vi uống giỏi quá nhỉ. Các anh chị đang xem Minh Vi uống, thế nào em Minh Vi uống giỏi thế. Đấy, Minh Vi sốt mà Minh Vi vẫn uống thuốc giỏi chưa? Em vẫn uống nước. Đang uống nước uống sốt thuốc đúng không? Nha. Một số anh chị bảo là xem Minh Vi hay ốm thế. Minh Vi bây giờ còn đỡ hơn ở hồi nhỏ rất là nhiều rồi các anh chị ạ. Hồi nhỏ tháng mà em Minh Vi trên 5 lần là chuyện bình thường. Ôi giời, Minh Vi ơi, tụi con. Hồi nhỏ Minh Vi ốm liên tục, bây giờ lớn còn đỡ hơn đó. Thì các anh chị nếu mà em Minh Vi mà có ốm thì anh chị đừng ngạc nhiên. Tại vì đề kháng em Minh Vi kém, xong em Minh Vi lại bị amidan ấy, thì nó cứ dở dời, hay là cứ thi thoảng em Minh Vi lại sưng họng lên. Hôm nay đi khám thế là ở trong họng là em ý bị sưng mủ hết cả lên rồi. Amidan ấy nó sưng mủ hết cả lên rồi đó. Thế nên là Minh Vi chỉ cần sốt đùng đùng cái là ngay hôm sau là mình phải cho Minh Vi đi khám luôn. Để đi khám để bác sĩ kê thuốc cho ấy. Chứ nếu mà cứ để đến hôm sau nữa mới đi khám thì bệnh của Minh Vi đấy nặng lắm rồi. Nặng thì nó sẽ điều trị lâu hơn, cái amidan này phát nhanh lắm. Giống như hôm qua ấy, mình có quay cái mà mẹ Minh Vi 24 giờ ở trên võng á. Minh Vi đòi quay cái đấy. Thế là mới đầu quay nó rất là kiểu, nó rất là nhẹ nhàng, nó bình thường. Có thấy biểu hiện gì ốm sốt đâu, nghịch như là giặc luôn á. Thế mà đùng một cái mẹ ơi con lạnh. Lạnh là lấy cho cái chăn cái từ lúc đấy đùng cái sốt cao luôn. Cặp nhiệt độ đã hơn 39 độ rồi. Thế nên mà cái biểu hiện của amidan nó rất là nhanh luôn. Thôi bây giờ nằm đây mẹ lấy đồ ăn cho con nhé. Lấy đồ ăn. Xong là tí nữa ăn xong uống thuốc. Con vẫn lạnh hả? Lạnh lắm không? Nhìn này. Mình toát hết cả mồ hôi rồi đây này. Mà Minh Vinh thì lạnh đó. Lại lạnh không? Có cần phải đắp chăn dày dày hơn nữa không? Không. Thế này là được rồi nhớ chưa? Là cũng không nên đắp chăn quá đâu, mà đắp chăn quá nó ủ nóng á. Thế thôi, mình cũng kết thúc video tại đây nhá. Để mình đi lấy đồ ăn cho Minh Vi, sau đó còn uống thuốc bác sĩ kê nữa. Cảm ơn các bạn đã xem nhá.